Hi, xin chào các bạn. Tuần trước thì các bạn đã cùng với mình học về cách hỏi đường rồi đúng không nhỉ? Tuần này thì các bạn hãy cùng với mình học cách chỉ đường nhé. Trong video lần này để nghe được người Hàn chỉ đường thì chúng ta hãy cùng nhau học về cách người Hàn nói về các phương hướng cũng như là cách đi nhé. Tập lần trước thì các bạn đã cùng mình học 3 mẫu câu hỏi đường. Thứ nhất là 여기 어디예요? Đây là đâu? Thứ hai là 어디 있어요? Địa điểm này ở đâu? Và thứ ba là 에 어떻게 가요? Là đi đến địa điểm này như thế nào? Cũng như là cách phân biệt 에 và 에 sao rồi. Thì vào tuần này chúng mình hãy cùng nhau học về cách trả lời 3 câu hỏi trên nhé. Với câu hỏi thứ nhất, 여기 어디예요? Đây là đâu? Thì các bạn chỉ cần thay tên của địa điểm mà các bạn đang đứng vào vị trí của từ 어디 và trả lời là được. Ví dụ như là 여기 경복궁이에요. 여기 홍대예요. 여기 명동이에요. 여기 인사동이에요. 혹 là 여기 지하철역이에요. 여기 버스 정류장이에요. 여기 화장실이에요. Rất là dễ đúng không nào các bạn? Trong câu này thì các bạn sẽ chỉ phải lưu ý về quên một điều, đó chính là khi các bạn chia động từ y tà ở dạng đuôi a o y o thì các bạn sẽ phải chú ý xem là cái danh từ đứng trước y tà đấy nó kết thúc bằng gì. Nếu như kết thúc bằng nguyên âm thì các bạn sẽ phải chia thành y e o. Nếu như kết thúc bằng phụ âm thì các bạn sẽ phải chia thành y e o đấy nhé. Còn đối với câu hỏi như là câu hỏi thứ hai, 어디에서요? Địa điểm này ở đâu? Và câu hỏi thứ ba, 에 어떻게 가요? Đi đến địa điểm này như thế nào? Thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải dùng những từ như là đi thẳng, rẽ phải, rẽ trái rồi được không nhỉ? Những từ này trong tiếng Hàn sẽ nói như thế nào? Các bạn hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Thứ nhất, để nói đi thẳng hướng này nhé, thì người Hàn sẽ nói là 이쪽으로 쭉 가세요. 이쪽으로 쭉 가세요. 이쪽으로 쭉 가세요. Trong câu này thì để phân tích thì 이 có nghĩa là này, 쭉 là hướng, phía, 으로 là tiểu từ phương hướng và 쭉 là phó từ, thẳng, liên tục, đứng trước động từ 가다 đi. Và cuối cùng là 세요 là dạng kính ngữ của ngữ pháp mệnh lệnh hãy. Vừa rồi là cách nói dùng từ thuần Hàn. Người Hàn thì còn có thể dùng từ Hán Hàn để nói câu này như sau: 이쪽으로 지칭하세요. 이쪽으로 지칭하세요. 이쪽으로 지칭하세요. Với từ 지칭하다 cũng có nghĩa là đi thẳng và không có gì thay đổi về ý nghĩa đâu đấy nhé. Còn để nói từ rẽ phải, rẽ trái thì người Hàn sẽ nói như thế nào nhỉ? Trong tiếng Hàn thì bên phải là 오른쪽 và bên trái là 왼쪽. Vậy chúng ta sẽ nói là bạn rẽ trái nhé, bạn rẽ phải nhé, như thế nào nhỉ? Đúng rồi, chúng ta sẽ nói là 오른쪽으로 가세요. 오른쪽으로 가세요. 왼쪽으로 가세요. 왼쪽으로 가세요. Ngoài ra thì các bạn Hàn Quốc cũng dùng các âm Hàn như là 우회전, 좌회전. Trong đó thì 우회전 là rẽ phải và 좌회전 là rẽ trái. Vậy nên để nói câu bạn rẽ phải nhé thì ngoài câu 오른쪽으로 가세요 thì chúng ta cũng có thể nói là 우회전 하세요. Còn câu bạn rẽ trái nhé thì ngoài câu 왼쪽으로 가세요 thì chúng ta cũng có thể dùng câu 좌회전 하세요. Vậy là các bạn vừa cùng với Queen tìm hiểu về một số mẫu câu cũng như là từ vựng chỉ đường. Hãy cùng Queen tổng hợp những mẫu câu mà chúng ta đã cùng nhau học ngày hôm nay nhé. Thứ nhất là đi thẳng hướng này nhé. 이쪽으로 쭉 가세요. 이쪽으로 쭉 가세요. 이쪽으로 지칭하세요. 이쪽으로 지칭하세요. Bạn rẽ phải nhé. 오른쪽으로 가세요. 오른쪽으로 가세요. 우회전하세요. 우회전하세요. Và cuối cùng là bạn rẽ trái nhé. 왼쪽으로 가세요. 왼쪽으로 가세요. 좌회전하세요. 좌회전하세요. Nếu như còn bất kỳ điều gì thắc mắc về bài học ngày hôm nay thì hãy comment ở dưới để cho mình được biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. 안녕.